Frédéric Joliot Curie, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1900 tại Paris, thủ đô nước Pháp. Năm 1925, ông làm phụ tá cho Marie Curie ở Viện Curie tại Paris. Năm 1926, ông kết hôn với Eugène Curie, con gái của nhà bác học Marie Curie. Ngay sau đám cưới, cả hai vợ chồng đều đổi tên họ thành Joliot Curie. Khi làm giảng viên ở phân khoa khoa học Đại học Paris, ông cộng tác với vợ tìm ra tính phóng xạ nhân tạo dùng trong y học, nông nghiệp, tìm ra neutron và nghiên cứu về phản ứng dây chuyền để thu năng lượng nguyên tử. Năm 1935, ông và vợ được nhận giải thưởng Nobel về hóa học. Joliot Curie từng làm giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp. Năm 1945, ông được bổ nhiệm làm ủy viên năng lượng nguyên tử đầu tiên của Pháp. Frédéric là nhà bác học nổi tiếng người Pháp, nhà hoạt động xuất sắc của phong trào hòa bình thế giới. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, ông Joliot Curie tích cực tham gia phong trào chống phát xít. Năm 1942 gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Tháng 3 năm 1956, khi bà Eugène Curie qua đời, bác Hồ đã gửi điện chia buồn tới giáo sư Joliot Curie. Joliot Curie qua đời năm 1958.